Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Bây giờ thì đã là tối thứ 6 trước ngày thứ 7, tức là ngày mai chúng ta đã được nghỉ rồi. Hãy cùng đến với đọc báo cùng Playzone TV số thứ 39. Tin tức đáng quan tâm nhất tuần vừa rồi có lẽ là sự ra mắt của dòng máy chơi game mới nhất của Nintendo, đó chính là Switch. Và quả thật doanh số bán ra của nó ngày đầu tiên đã chứng minh được sức hút của nó lớn như thế nào. Và có lẽ việc này là nhờ chiến dịch marketing rất hiệu quả của hãng. Switch là hệ máy có doanh số tốt nhất của hãng từ trước đến nay tính trong 2 ngày đầu tiên bán ra, thứ 6 và thứ 7 tuần trước. Trước đây thì Wii đã từng làm sản phẩm rất thành công của Nintendo nhưng vẫn chưa bằng Switch và cho thấy tiềm năng của thị trường này vẫn còn rất hấp dẫn. Tuy nhiên một điều đáng tiếc đó là xung quanh sự kiện ra mắt này thì một số máy Switch lại bị dính tin đồn cho rằng đang bị rất nhiều khách hàng phẫn nộ vì việc chiếc máy mới mua của họ bị dính điểm chết. Những điểm chết này mặc dù rất nhỏ nhưng cũng gây sự khó chịu cho người dùng, đặc biệt là khi họ vừa mới mua một chiếc Nintendo Switch mới cứng từ store. Các điểm ảnh này không thay đổi màu sắc khiến cho hình ảnh bị khiếm khuyết. Sau khi có rất nhiều người dùng phản hồi thì Nintendo thừa nhận rằng một số người dùng Switch đang gặp phải lỗi chết điểm ảnh và một nhà đại diện của hãng đã trả lời trên Reddit rằng một lượng nhỏ các điểm ảnh bị mắc kẹt hoặc chết đặc điểm của màn hình LCD và nó hoàn toàn bình thường và không nên coi là lỗi của nhà sản xuất. Đây chắc chắn là một câu trả lời không thể làm hài lòng người hâm mộ. Tuy nhiên thực tế thì hãng này cũng không sai vì Switch được xếp vào hạng Class 2 theo một tiêu chuẩn đánh giá màn hình LCD là ISO 134062, tức là sẽ có 2 điểm chết và cũng có thể 2 điểm ảnh bị mắc kẹt trên 1 triệu điểm ảnh là vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên cái sai của họ có lẽ đó là do không công bố rõ ràng khi giới thiệu chiếc máy này và cách đáp trả lại khách hàng của họ như vậy là chưa thực sự khôn khéo. Ngoài ra thì còn rất nhiều người dùng thông báo một số lỗi nữa về đợt hàng đầu tiên của thế hệ máy chơi game này. Vì thế nên theo mình các bạn nên bình tĩnh và cân nhắc thật kỹ trước khi mua Nintendo Switch. Mặc dù nó có lỗi như vậy, tuy nhiên vẫn phải nhắc đến một điểm bất ngờ mà nhiều người dùng khám phá ra ở trên hệ máy này. Đó chính là việc tay cầm của nó có thể kết nối với Windows và Mac và cả Android nữa thông qua kết nối Bluetooth. Một vài người dùng thử nghiệm và thấy rằng họ có thể dùng tay cầm chơi game này chơi trên các thiết bị khác chứ không chỉ mỗi Switch. Tuy nhiên nó đôi khi bị mất kết nối khi đang chơi và vẫn không rõ lý do vì sao. Nhưng các bạn nên lưu ý rằng đó là việc kết nối tay cầm này với thiết bị khác không được hỗ trợ chính thức đến từ hãng và Nintendo thậm chí còn không nói gì về tính năng này, cho nên bạn sẽ không thể than phiền với hãng nếu không xài được tay cầm của mình với chiếc PC hay điện thoại Android. Tất nhiên là nó sẽ không thể nào thay thế được dòng tay cầm Xbox truyền thống đã quá tốt ở trên PC. Tuy nhiên nếu bạn muốn dùng để chống cháy trong khi tay cầm chính bị hỏng hoặc thiếu tay cầm thì cũng có thể hoàn toàn chấp nhận được. Ngay sau khi GTX 1080 Ti được cho ra mắt thì đã rất nhiều hãng thứ ba đã rục rịch giới thiệu các phiên bản card custom của dòng card đồ họa này đến từ họ. Trong đó có lẽ sớm nhất là Asus với 3 card đồ họa cơ bản là Founder Edition, một card dòng ROG Strix cao cấp nhất và một dòng card thuộc Turbo. Asus thì chưa công bố giá của 3 card mới và như mình ở trong bản tin trước đã đưa đó là giá bản Founder đến từ NVIDIA sẽ là 699 đô và được bán ra từ ngày 10 tháng 3. Bản Founder Edition của Asus được thiết kế dựa trên nguyên bản Founder Edition của NVIDIA và hai bản custom còn lại thì thông thường sẽ có thông nhịp cao hơn và thiết kế của nó cũng sẽ đẹp hơn, cao cấp hơn so với phiên bản Founder. Cụ thể thì bản ROG Strix OC Edition sẽ có 3 quạt tản nhiệt, sử dụng tiêu chuẩn chống bụi IP5X, công nghệ Fan Connect 2 giúp tăng hiệu năng của quạt từ thùng máy, hay là Fan Profile Switch là công tắc thay đổi tốc độ quạt và giảm tiếng ồn, cùng với đó tất nhiên là có cả đèn LED RGB trang trí. Về bản Turbo, GTX 1080 Ti sẽ được trang bị 2 quạt tản nhiệt, mặt sau của card thì cho phép tùy biến hình ảnh logo, có thêm phần GPU Tweak 2 để quản lý hiệu năng của card và phần mềm XSplit Gamecaster Premium để phục vụ cho những streamer. Hiện tại thời điểm ra mắt của ba dòng này vẫn chưa được công bố nhưng có lẽ sẽ rơi vào khoảng tầm tháng 3, cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Ở tuần trước thì mình đã được tin rằng đó là hệ chip mới nhất của AMD là Ryzen đã được đánh giá thấp hơn so với Intel ở tác vụ chơi game. Mới đây nhất thì CEO của hãng này đã công bố về việc đó là họ sẽ hợp tác với các nhà phát triển phần mềm để có thể nâng cấp hiệu năng của dòng chip này trong tác vụ chơi game. Và đây cũng không phải là một điều lạ khi mà AMD gần như vắng bóng khỏi thị trường CPU phổ thông trong 5 năm qua. Khi mà Intel vẫn đang là bá chủ thì các nhà sản xuất sẽ chẳng tối ưu cho CPU AMD làm gì. Chưa kể thì vi kiến trúc Ryzen hoàn toàn mới khiến cho các nhà phát triển cần nhiều thời gian hơn để tối ưu hóa ứng dụng của mình. Và AMD cũng đã có kế hoạch phối hợp với các nhà sản xuất bo mạch chủ để hoàn thiện các BIOS giúp đảm bảo rằng hiệu năng chơi game của Ryzen sẽ có thể ngang ngửa hoặc thậm chí là hơn so với đối thủ. Và đây cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu mà thôi, khi mà dòng cấu trúc Ryzen này đã khá tốt rồi, giờ việc cần làm của nó đó là chỉ cần giúp cho driver hay là các sản phẩm và linh kiện khác tương thích tốt hơn Ryzen mà thôi. Và đó là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Chắc hẳn nếu được hỏi series phim truyền hình Âu Mỹ ăn khách nhất thời gian vừa qua là gì thì hầu hết mọi người sẽ trả lời đó là Game of Thrones. Quả thật như vậy thì mới đây HBO đã chứng minh sức hút khủng khiếp của series này bằng việc sử dụng tính năng đang rất ưa chuộng của Facebook, đó là livestream để công bố ngày ra mắt mùa thứ 7 của siêu phẩm truyền hình này. Hơn 160.000 người đã theo dõi sự kiện này nhưng rồi một sai sót kỹ thuật đã xảy ra. Trong tiêu đề của video live thì HBO đề nghị người dùng bình luận dòng chữ Fire để kích hoạt ngọn lửa khiến tan băng nhanh hơn và ngày ra mắt của season 7 được giấu trong khối băng. Điều đáng tiếc là bất chấp hàng ngàn bình luận Fire thì chẳng có ngọn lửa xuất hiện
Sau khoảng 11 phút thì video này bị gỡ và 20 phút sau thì một video khác được đăng lên. Tuy nhiên khối băng vẫn còn nguyên và nó lại bị gỡ để thay vào một video khác. Cuối cùng thì đã có một vài ngọn lửa xuất hiện. Có lẽ này là do hệ thống máy phun lửa của HVO có vấn đề. Và ngọn lửa này đã làm tan băng, hé lộ ngày ra mắt của season 7, đó là 16 tháng 7 năm 2017. Đây thực sự là một cách làm rất thú vị của HBO khi mà hãng đã biết tận dụng được kênh truyền hình miễn phí nhưng rất hiệu quả này. Và tất nhiên họ chắc chắn sẽ phải gửi lời cảm ơn nồng nhiệt nhất đến Facebook rồi. Và đây có lẽ là tin tức yêu thích nhất của mình tuần này, đó là về việc Warner Bros. Vừa công bố đoạn video gameplay của dòng game ăn khách Shadow of Mordor, đó chính là Shadow of War. Và đoạn video này đã mang đến cho game thủ cái nhìn cơ bản nhất về cơ chế chiến đấu cũng như các yếu tố khác ở trong game. Điểm khác biệt đầu tiên của Shadow of War so với người thử nghiệm đó là tính năng World Map, giúp người dùng có thể bao quát tốt hơn những địa điểm mình đã đi qua cũng như sắp tới trong thế giới Middle Earth rộng lớn. Tiếp đến là nhân vật chính Talia, sở hữu được một chiếc nhẫn đầy quyền lực cho phép anh có thể triệu hồi cả đội quân đông đảo để tấn công các thành trì. Nghe qua thôi đã thấy rất phấn khích rồi. Tuy nhiên, sự thật đáng buồn đó là phải đến tận ngày 22 tháng 8 năm nay thì chúng ta mới được sờ tận tay bom tấn này. Quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc ngày càng căng thẳng và điều đó ảnh hưởng đến cả game thủ chúng ta. Minh chứng đó là việc chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm với tất cả tựa game xuất xứ từ Hàn Quốc. Lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức với việc đóng băng những giấy phép mới của game hàng nhằm ngăn chúng xuất hiện tại Trung Quốc. Đây được coi là một thông tin khá xấu và ảnh hưởng trực tiếp tới nền công nghiệp game của Hàn Quốc. Được biết trong nhiều năm trở lại gần đây thì nền công nghiệp không khói này đã thu về hàng tỷ USD cho Hàn Quốc mỗi năm. Và một phần lợi nhuận lớn đến từ Trung Quốc, đất nước đang sở hữu thị trường game online đông nhất thế giới. Tin tức cuối cùng là về tựa game Legend of Zelda: Breath of the Wild. Đó là tựa game bán chạy nhất của Nintendo và nó đã vượt qua cả Super Mario 64 ở trên hệ máy Nintendo 64. Và khủng khiếp hơn nữa thì nó còn lập ra kỷ lục khi mà nhận được 43 số điểm tuyệt đối từ các trang đánh giá game uy tín, vượt qua cựu vương là The Last of Us với 42 điểm tuyệt đối. Nếu như trên trang Metacritic thì điểm số của Breath of the Wild vẫn đứng sau Ocarina of Time, GTA 4 thì một số game thủ đã nhận ra rằng nó được nhiều điểm số tuyệt đối, là tức là 10 trên 10 hơn từ nhiều trang tin hơn. Cụ thể là tựa game này nhận được 43 số điểm tuyệt đối từ các bài đánh giá game. Theo sau đó là như mình đã nói rồi, The Last of Us với 42 điểm 10 tròn trĩnh. Ngay trong ngày ra mắt thì tựa game này đã gây ra một cơn địa chấn cho làng game thế giới. Trên các tạp chí lớn, hàng loạt lời khen ngợi có cánh cùng với đó là các điểm số tuyệt đối dành cho tựa game này. Và trên Metacritic thì nó nhận được điểm số trung bình là 98 trên 100, chỉ xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng những tựa game hay nhất mọi thời đại. Và chỉ sau đàn anh của nó là Legend of Zelda: Ocarina of Time ra mắt năm 1998. Và có vẻ như câu chuyện về người anh hùng Link số nhỏ bị rất nhiều người khác gọi tên nhầm vẫn là một cái gì đó đúng với cái tên của nó, huyền thoại. Thông tin vừa rồi đã kết thúc đọc báo cùng Prezo TV số thứ 39. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì, hãy comment ở bên dưới. Đừng quên bấm like, share video này và theo dõi YouTube của Prezo TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.